xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng ấp Vĩnh Hiệp, ranh xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch. Công trình cầu 4 tổng dự kiến hoàn thành trong thời gian 90 ngày. Cầu được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép, có chiều dài 34m, chiều rộng toàn cầu 4,5m, tải trọng 8 tấn, độ thông thuyền 15m, với tổng kinh phí dự toán xây dựng 2.061 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn hỗ trợ 29% chi phí xây dựng trực tiếp, phần còn lại cho địa phương vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp. Cầu kênh 4 tổng ấp Vĩnh Hiệp, ranh xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của người dân hai xã Vĩnh Khánh, Vĩnh Trạch, đồng thời góp phần giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao, từng bước đưa Vĩnh Khánh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Trước đây, đoạn đường Mương Bà Mai, khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, do sử dụng đã lâu nên xuống cấp, người dân lưu thông qua lại gặp nhiều khó khăn, nhất là hiện tại đang vào mùa mưa bão, người dân qua lại vận chuyển hàng hóa rất vất vả. Trước thực trạng đó, bà con trong và ngoài địa bàn thị trấn cùng nhau góp sức rải đá thi công tuyến đường Mương Bà Mai, khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu với chiều dài 255m, rộng 3m, độ dày mặt đường 1,2cm, tổng kinh phí 307 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua việc làm ý nghĩa này, cái đáng trân quý nhất là sự chung sức đồng lòng của người dân trên địa bàn, đồng tình, nhất trí, hợp sức để tạo điều kiện thuận lợi chung cho nhân dân đi lại, vận chuyển, giao lưu, mua bán hàng hóa qua đoạn đường này được thông suốt an toàn. Và việc làm này cần được tuyên truyền nhân rộng để góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội và góp phần xây dựng thị trấn An Châu ngày càng phát triển. Xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn vừa tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Quỳnh Thị Qua Mai và anh Lê Phước Điền, ngụ ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, thuộc hộ cận nghèo của xã. Sau 2 tháng thi công đến nay, ngôi nhà mái ấm tình thương đã được hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng với diện tích 40m², tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết nối với bà Trần Thị Kim Phương, ngụ ấp Bình Thành, vận động mạnh thường quân hỗ trợ 53 triệu 365 ngàn đồng, phần còn lại người thân đóng góp thêm. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho họ tiếp tục lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.